Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với bát lệnh bài 80 em ơi. Và vừa rồi thì anh Tùng đang có khoảng hơn 30 con. Thì bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem và bói thử được những món đồ gì nha em ơi. Và anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Rồi, đi nhặt đồ. Lâm tiền. Ok man. Đó, đây là những con đặc biệt nha em. Và hiện tại là cánh full nó bắn nha em ơi. Hãy giao dịch vào cái này cho nó cánh. Thêm tí nữa nó lấy thêm một bông hoa con đồ nữa đây. Rồi. Ở nãy vừa rồi ba con đầu tiên mà quên cắn thêm cái bông hoa này nè mày. Để giờ cắn còn được không sao. Lịch. Rút mạng rồi sao ta. Ủa xanh. Ok. Bị lỗi nè. Bên giao dịch con đường môn thì không thấy. Rồi, tiếp anh ơi. Bỏ rồi nó ngay kiếm ít nè. Rồi, thêm dòng may mắn cái đầu trên đầu nha nè. Hello anh em mới vô nha, kính chúc anh em buổi tối xem live dễ nha nè ơi. Kháng độc rồi nè, kháng tất cả rồi nè. Bỏ này ra. Đâu kháng hỏa nè. Kháng lôi nè. Kháng tất phòng thủ lý nè. Kháng tất cả nè. Kháng hỏa, ok. Vô. Đại ông Thiên đang với sành với sếp được bắn 100% cho năm. Thiên thì anh em cũng quá quen thuộc rồi. Ôi anh em đọc kẹ này. Được. Rồi bố đồ cá nhân em. Đứng ngay ba lần luôn. Rồi. Lại. Lô lộn lại rồi lại bật lại cho anh em xem. Mình nhắc. Rồi ok. Đang định với đồ mà thấy tính vừa nhắc luôn rồi. Ôi. Ra. Đang định với đồ mà hình tính nhắc cái đầu to lại đó. Ra là. Không bằng không cái cả. Con rồi. Còn cái nhẫn kia cả. Ok, đấm chạy làm đấy. Còn một cái nhẫn nữa anh em đợi tí này mày, lấy con luôn rồi bỏ tiếp. Rồi, đúng rồi anh ơi. Tương dương lưu kìa. Thả tiếp anh ơi. Tương dương bách, nó lưu chỗ kia nó xào quá. Tiếp tục. Rồi, đồ, cái này thì giống đọc không băng. Khăn lôi. 17, 20, 30, sốt lộ. Đây cái rồi, cái này xin được, cái này xin được. Cầm đi chan hay ngon này. Xin. Ok. Đang đâu? Tự nhiên bác. Cái này đầu xin cho anh em đi bóp tạc chơi hả? Vậy cho thiên nhẫn lên bãi thả hơi ngon á. Đúng rồi. Cái này đi chan là ngon lắm. Đỡ tốn mình nè. Rõ ràng cho thiên nhẫn 4 điểm luôn, đẹp vậy. Rồi tiếp tục anh em ơi. Là mình kiếm giao tiền người suốt ngày đấy, không có đủ nội lực. Ấy. Rồi, tiếp tục 4 con tiếp theo nè em ơi. Rồi em mới cắn thêm cái mì bánh mặt trời á, nãy cái tuần đầu 4 con đầu chưa cắn. Hello anh em mới vô nha, chuẩn bị có server mới anh em. Anh em có xem bên tay trái màn hình của Khải á, Lương Sơn Ký Sử, anh em nào chơi server kéo xe qua đó chơi nè. Mình thì vẫn chơi bên này. Em vô em thử ép thử coi, ép xin lực 200 nó lên tới 196 á. Ờ. Giờ mà đây còn anh chết mẹ không dù anh em vào xem vào này dù qua xem vào mới thì trời. Dù hiện tin cấp 10 đàng hoàng luôn mà đúng, nó cũng biết. Mẹ mới biết sao tướng tâm này đòi cứ đòi đợi xem vào mới mà không ai vô. Vô người khác rồi. Cứ đòi xe vô xem mới không. Đó, sắp có xem vào mới rồi nè. Hello tướng nhỏ em ơi. Rồi kích một hai rương cấp 8 mới được mấy viên cấp 10 à. Ừ. Hello anh em mới vô. Đập vô bác mít. Rồi. Khoảng tầm 30 con nè mọi anh Tùng, khoảng tầm 30 con. Bát này bát 80 được gì không nha.
phục hồi lực bật một cái nữa. Đây anh em ơi. À chết rồi. Ok anh em, độ này bị lỗi màn hình nữa rồi. Chết tôi. Tự anh em ơi. Ủa, một con cuối không ra gì luôn à? Vãi. Ừ, con cuối bị mít. Bên này nó phích cái này vô mặt. Đậu xanh nó bị lách cái đồn đầu anh em ơi. Ok anh em ơi. Này. Ơi, thấy rồi, làm lại rồi. Đổi màn hình bên đổi đâu, đổi đâu. Do vừa rồi nãy lúc nãy cũng đổi lỗi bên kia. Tiếp tục bói anh em ơi. Và rồi ra toàn rác hơn. Delay nha mày, delay nha mày. Ờ, delay. Delay bao nhiêu phút mà lâu đó? 30 giây. Không delay đúng lắm ấy. Không delay bên kia nó quýnh nhà sắp mặt luôn á. Nãy chứ delay 30 giây mà nãy em ngồi nói chuyện nãy giờ mà vẫn còn con ở của Nga My này. Xong rồi. Nhẫn này ra. 16-20. Cái này. Thôi, rác thôi em ơi. Không có cái nào hết. Lên. Nãy mới 10 con mà không có gì hết em ơi. Do nãy bị out cái game á, xong nó bị đứt cái game á. Rồi, ok rồi em ơi. Vui ha. Rồi trắng phi tóc qua đi chung ơi. Đẩy nhanh tiến độ đi. Anh em còn có lần bài bot ra luôn em. Anh em còn có lần bài bot luôn em. Không có đi sao ạ? Tự nhiên có tìm không? Nguyên chết hết rồi. Chết hết rồi. Buồn dữ ta. Lấy nhầm cục máu chứ không phải cái phi tóc. À hello chí thượng nha. Auto là một chí sử 1.9 nó bị lỗi mua vật phẩm. Ví dụ mua thổi phù mà nó mua cả rương thì bị gì hả? Rồi em chỉnh chỗ cái phần auto thôi em. Nếu mà nó mua cả rương thì em chỉnh do sai số lượng thôi. Kích vô phần điều khiển liền công á, hành trang. Chọn cái phần mua điều phù á. Mua thổ điều phù nhấn 2 hoặc 4 gì đó thôi. Nhấn menu 1 là được. Đừng nhấn lung tung. Này chắc nó mua 60 luôn á. Ờ, chắc mua 60. Là giống Khải á. Khải có đôi giày thắt lưng bao tay phần thủ là vật lý làm trọng 40, 30 hơi hiếm mà Rin ơi. Ván Rin nha hả? Giờ hơi hiếm không có đâu. Khải không có đâu, Khải có một set đang xài à. Hàng nô 1 nô. Phần thủ lý làm trọng 30, 40 là hơi đẹp luôn á, thì cũng có hiếm lắm nè. Cái đai cùi 20 đúng 14 rồi nó bán 2 cây vàng, 2 cây gửi. Ừ, lưng đồ, nói chung đồn thủ lý xe bên này vẫn là hàng hiếm mà. Hello, này mới vô nha. Nói chung chơi càng về cuối rồi đa số đều mặc phòng thủ. Đa số phòng thủ á. Phòng thủ cao nó trao. Đó, anh em thấy kháng Khải không? Đi với Nga My không? Đẹp và đái luôn. Đừng muốn đi với Nga My hoạt động khỏe lắm. Cứ bắp. Ờ Khải sao để nhiều máu thế? 4.5 máu à, để 4.000 thôi. Sợ chết rồi. Đâu, do bữa không có xong rồi mới có Evan chưa tải lại á. Bữa là không có Evan là Khải đỡ 3.800. Anh Evan xong rồi bận lên xếp đồ này giữ lại thêm cái trang sức 500 nè, 200 nè. Nó thêm 400 máu luôn, đâm ra lên 4.4 rồi. Cái máu của Khải có 3.8 à, 3.9 thì sao? Ừ. Để thế thôi, để tầm đấy thôi. Giờ mới anh Evan được 200 nè, giữ lại một cái trang sức 200 nó lên 400 nữa. Máu nhiều vậy đó, kèm thì không nghe mì nữa, nó lên. Đây có nghe mì á, lên đây về. Ủa Nga My nó nói Nga My mình chạy nè, do có Nga My mấy máu này chứ không có Nga My máu có 4.2 cho mấy. Có Nga My mà. Ủa Nga My nó chết là mục tiêu rồi ta. 4.6 với ông kệ hả? Lẫn à? Ủa 4.6 nghĩa là mình đang đỡ 4 còn 4.1 hơn. Tiếp tục nè mày. Để bớt 100 điểm sinh khí nó xuống là mất 500 máu á. Thì vừa đẹp 4.1 được, 4.1 được. Ok, có cái đàn thành bí kiếp nào không? Không rồi Rin ơi. Hoạt động có mình cái kia này quay. Còn rồi. Hai con đại có đánh không Khải? Đánh luôn anh ơi. Mút hết anh ơi. Mút hết rồi. Mút hết đi anh. Hàng con đại luôn ơi. Khui này, khui tuấn này. Ồ đánh luôn anh ơi. 22-30 cái này đem xài được này. Tay rác này. Ngọc bội 21-20 đem xài được này. Nhẫn 15-30 anh em cũng xài được. Cái này có người xài được nha. Có okay. Người xài được á. Làm xài được luôn này, làm trọng 40 này. Kháng độc 25 xài được luôn này. Kháng lôi 19 xài được luôn nè. Ai xài? Đâu những cái mì khác xài chứ. Cái sao? 14-20
Đúng. À, nhận 20 có người xài được không nào? Má tự hai mươi tưởng 30 chứ đúng. 20. Người tưởng 28 người tưởng 30. Cái này sinh lực cũng lực cũng không không bằng ứng. Ai xài? Này đi chan xài được. Ai đi chan xài được đây. Cái màn hình nó vậy nha, nó vậy nha. Trong đấy trong phải được. Được mỗi sinh lực một lực. Có thể để ta. Chủ yếu nó cho trong đi nha. Anh em chạy vô góc bê vô đúng không? Từ từ thả bóng đại nha Tùng ơi. Để em vô góc rồi nha. Để em vô góc rồi nha. Tân chuyên môn rồi. Để em tân chuyên môn rồi. Chết hết à? Vẫn sống à? Để em vô góc rồi. Đồ anh. Đồ anh. Đồ ba tiếng qua bổng rồi hả? Đồ má qua bổng. Để em vô góc rồi anh. Đồ bãi quả ná vô. Ná giữ cái bàn ngập. Rồi. Có bóng đại thả rồi. Bán qua tay hả? Đâu. Đổ qua đổi lại cho. Rồi khui nè. Được một cái điều kiện nha ha. Mua bổng nhiêu ạ? Này chắc là này chung chết này. Anh này không chết được đâu, thả anh ơi. Rồi xong để ta bóp cái bộ âm phản đam cái. Để bóp cái bộ 9 nít cái rồi. Bóng có tiếng rồi, nó nhìn block lại. Rồi, để ta bóp bộ đem đứng đắn. Ok anh ơi. Chào quên, quên. Mỗi này. Một em đi, một em đi. Xong rồi lo xem cái động của Mà Tiến. Lôi 10. Nghe em biết. Ra. Nghe là biết là chết rồi. Rồi. Cái này giống nãy. Nghe biết chết rồi. Ờ, Dê Hưng ơi, chạy vô đây nè, anh Dê Hưng ơi. Lôi, rác này. Cho em đánh. Rap này. Rap này. Chụp rap luôn. Đánh lên 20 cái đêm. Ồ, được một ngọc bội được này. Được này. Ồ, ngon cái này ngon, sinh lực lực một ít được, được, hợp lý. Đồ. Tiếng bằng trường mà tiếng cùi. Làm chậm này anh Tùng ơi, cái này đẹp anh Tùng ơi. Đẹp chết. Được, ngọc bội đẹp à. Ngọc bội ok ấy. Ngọc bội làm chậm ok anh Tùng ơi. Mấy cái này anh em lấy luôn. Này. Mọi được rồi chứ, cái đâu. Mấy cái đó ẩn một cái thôi rồi luôn. Được 3 cái làm chậm 40 anh Tùng gì lái anh Tùng ơi. Chủ yếu nhận. Hỏi xem anh em nào dùng không đã. Anh em nào dùng không ơi. Mấy cái đó giờ cũng hơi xương rồi. Không ai dùng. Rồi ai dùng lái nha anh em. Hết hả? Không còn con nào hả? À, hết rồi, bây giờ đến mốt đại thôi. Ông kẹo là dùng định quốc cái dùng cái ủi xin được có 6 rồi. Sao lại có nhớ rồi. 64, sinh khí 9 mà. Cũng được. Cũng được được. Hồi trước mấy cái này bán vài triệu con cái mà tầm này không có nè, mình này chỉ cho nên em sợ. Trước vài triệu món khi ngọc bội bán mấy triệu. Má hồng ngọc bội đầu tiên server khai bán được 2.2 triệu ít đâu. Đầu tiên mấy từ người lá là đủ mé anh nào nói sang bó sang riêng chạy ra là quá trời khải lỡ bào lắm nhỉ, bào thằng nào được 2.2 triệu cái ngọc bội yếu năm thế đầu server mà bạn hàng hiếm đó đừng có đùa chỉ cần 40 thôi là đủ mày không cần ẩn mới ông đúng rồi hai gì không tiền cần một hai cứ chưa thấy tiền rồi đầu server chạy sang bớt ra bộ 40 rồi gom rã liền chứ tôi không biết nhiều tiền rồi mới ra được ngọc bội 40 ấy đừng có đùa. Nếu mà cái đằng kia nó cày thì nó học mạch bị bán rồi nó quýnh nhận khăn lôi 30 nó bán nha gì nhận khăn lôi 30 nó bán 4.5 triệu đó đủ đủ mấy nó vừa vô ban đây không nó kiếm được 7 triệu khả năng dùng khả năng dùng được một cái thằng tám thằng chín gì nữa là nó bán thêm 2-3 triệu nó hay thì ông đó ông hay vậy đấy mình đánh dùng được một con rồi một cái rồi ông cũng tự đánh ra một cái nữa 3 triệu anh em lên vụ đánh hỗ trợ cái này ơi. Xong nó lừa của ngân hàng thêm 1.2 triệu nữa rồi xong nó muốn rê khỏi bàn. Lừa là bán kim. Bán kim nhưng mà không giao dịch nữa. Lừa bán kim á. Ủa mấy bác nhả chuyển khoản xong rồi ủa mấy năm giao dịch kim nha anh tệ. Mất 1.2 triệu đầu. 1.2 triệu đó. Có vô bàn có mấy ngày vậy. Nó chơi cũng được. Nó lừa cho chơi đẹp nữa. Ôi từ chơi vô gấp. Ê giờ nghe má niềm mày mới vô bàn rồi cái bán kim rồi má chuyển kim cứ chuyển tiền nữa. Bán kim này bây giờ là được. Mua kim không bây giờ bán cái nè. Wow. Còn kim đây. Bán kim xuống lớn giá 67, giá adder ai mua bấm vào. Khỏi phải sợ bị lừa anh em. Nó giá adder khỏi bị lừa. Anh em mà cứ tham. Cái tình trạng là tham rẻ là vợ chờ chết chỗ đó. Đó. Bỏ lâm. Chuyện gian chưa đâu, thấp rẻ. Còn giờ xong mình bị lừa thì đang thấp. Tôi nghĩ thằng Ben á. Rẻ là vợ bị. Kim không ta? Còn mà bán đúng giá thì không nói mà rẻ mới sợ. Bán đúng giá. Ai còn kim mấy cục. Sáng mới mua được chục cục giá 60 ăn event. Mua một chai cô á. Ôi sao mất một bạn rồi. Mất một bạn rồi. Thôi thúc một bạn rồi. Pin còn online không ta? Đồ, đọc bộ là phải. Anh em là cái giờ chiều mà em kích chưa?
Thì tôi sẽ đài nữa. Được rồi. Lấy cửa cho anh coi. Cho người mười lần ngay. Đủ. Kìa, lữ bố có ba cái đánh luôn kìa. Khải không đánh không kìa. Có. Ra tôi ba lần hiện đây. Quất luôn. Ra luôn đi lữ bố ơi, chứ không ảnh về mất tiêu á. Ra đây nè, hiện tại đang có bốt đại thả chung luôn ơi. Cứ rớt ra là bốt tiệu quên con bốt xanh là của lữ bố luôn, lụm luôn nhỏ lệ. Để mấy cái này Khải dọn rương rồi, dọn đồ lữ bố. Anh em nào cần đồ gì alo nha anh em ơi. Mấy cái này Khải chứa trong đồ nhiều lắm. Ba cái đồ tầm trung xài xài được rồi, lụm giữ là hết cho anh em á. Nam ơi Nam, Nam ngồi đi con, Bin ngồi đi con. Xem Dương anh em còn cuốn cái gì nhỉ? Phổ độ cuối bắp vứt cho tôi cuốn Bin. Nghe mi phổ độ à, được rồi Khải có, Khải cho rồi. Chập rương. Rồi, bỏ lúc qua còn lâu rồi. Em đang đâu anh? Em đang đâu anh? Anh Quang cho Tuấn rồi. Lâm anh bắt anh nha. Phổ độ nhiều. Đại em rồi. Ê từ, đi muốn rước mình nè. Bọn này nó đủ sạc. Ê mày làm bắt em à. Lưu bố có lệnh bài không? Lên đây Khải thả cho nè, đợi Khải thả cho ông quýnh này. Có đó, có mấy cái lên đánh luôn á. Bin ơi, bạn còn lên thả luôn không Bin? Thả trước đi. Còn ông cường trước thì gom đợt đánh đợt nữa. Ông nằm động xong rồi nó là xuống ngựa ta. Áo nha. Làm xe à? Hay làm xe à? Đâu. Làm xe F120 nghe mi đấy. Đúng, F120 cho thằng kia đi. Rồi, ok. Anh em có đam tầm xa lên phụ đam rất đại ca nhanh cái này mày. Này là gió đang thiên nhẫn lên làm phụ là y tôm mì tôm luôn. Chưa mai Khải vẫn online chứ à? Vẫn online chứ, vẫn online đầy đủ. Còn đây rồi, chưa mai đi làm chạy về online xong lại ra okay. Làm việc vậy. Nãy đi phong độ anh em đánh quát sung luôn, đồng đánh mình được đánh... hai bên được cùng gần 50 bạc đánh bọn nó rất tiền lắm mà ngon lành liền. Ngồi nhìn đấy mà về lóc ạc đánh cái kiểu mua là phụ lên thuyền. Ừ, sướng quá. Ý vậy. Rồi tiếp tục trở lại với bốt đại nè mày. Bốt đại đánh hơi lâu nên em thông cảm đợi xíu nha. Đúng bất thưởng. Bao nhiêu ca tháo hoài luôn. Chết luôn. À đợi em. Ui đủ coi kiểu nó chạy quậy nó vô nó quậy thì nằm đóng rồi cố gắng phụ em đánh cho chết luôn ơi. Con này đánh cũng không có đồ gì đâu. Anh thay kiểu này là không dám đánh luôn. Rồi, đó, đường đóng đồ này, đâm được cái gì đây, bó được cái gì đây. Hên là con đường môn em nó còn bị bắn trên đầu nha. Ui 3-3-40. Thời gian trúng độc, không có lỗi sát thương. Ô, đủ được 19-40 ngọc bòi rồi mới cứ. Rồi, ăn lấy ngọc bòi này không? Hên là con đường môn còn bị bắn á. Bụi thổ thì xài đi. Bụi thổ. Không ai xài. Xài đi. Rồi, vô Grex, vô Grex phụ đánh một đại cái em ơi. Vô đi, anh em đi nhẹ Grex phụ đánh một đại cái em. Anh em võ đang thiên nhẫn nè. Đứng đâu thả anh em hả? Đây anh ơi, đây nè. Em chỉ vô nè, có nghe biết em chỉ vô nè. Đứng ngay chỗ quý phát to nè, đó ngay góc em nè, rồi. Nhích nhẹ tay trái đứng sát vào tường. Nhích nhẹ tay trái đứng sát vào tường. Con đi hết đường luôn đó. Khi nào hết đường thì thả, đó đứng ngay chỗ này thì thả. Nhiều chết rồi, đó, đứng ngay cho em thả là được. Sát vào tường, ồ, bị lỗi nữa rồi. Không sao, đánh được. Ồ, nó ra ngồi hay bên trong người ta. Anh đứng kế bên quý phát xong rồi đi thẳng qua bên tay trái. Đi thẳng bên tay trái. Đứng vào quý phát. Rồi, đều có thả dưới nữa rồi. Thôi, đừng có thúc luôn rồi. Đang có mấy bán trên đầu. Thì chỗ đó Thiên đánh không tới. Không biết tới không, đỡ coi thử đi. Mà chúng thổ nữa, gì em tới, hình như tới sao kìa. Ông rưng máu à. Ông rưng mình nào đánh nhỏ lẹ. Nhiều anh em thả bot bất ổn quá. Bạn này vui quá, tấu hài chứ. Rồi. Hồi trước của mình cũng đánh phơi trận đấu trong thành nữa mới vui. Tầm này không có vui lắm. Vô trong thành thả phơi trận đấu đánh luôn. Vui lắm. Đứng ngay bờ rào cứ thả ra bờ rào. Bot ra bờ rào cái bờ. Đứng bờ rào bên này đánh qua bờ rào bên kia. Vui lắm. Này đừng yêu đánh bên này nó bình thường. Nó không phá thì vui, nó phá còn vui nữa. Ừ, nó phá còn vui nữa. Chưa thấy nó nữa, anh đụng. Ngày không nhớ, hết chưa? Còn Hàn bất đại nữa. Còn Hàn bất đại nữa. Thế là giờ tao ra kênh thế giới rồi đúng không? Anh em ơi, cái ở bên này quả tiềm năng phong năng độ, nó ăn mấy hạt chung mười mãi nó ra nhỉ?
Có ra chứ. Sao ra? Có, vẫn ra nha. Em ra quải gì? Đây, đây vẫn ra nè. Quả cao nó ra ra chứ sao. Quả cao á. Quả chung không ra. Cao đó, quả cao đó. Cao có ra, có ra. Khá là cao, cái bình quân khoảng 5-6 quả nó ra một hạt. Khá là bữa giờ không ra hạt nào luôn vãi. Được bùa. Cái gì xem lại nhân phẩm thôi. Mấy cục bớt. Em ép 20 quả em ăn luôn mà. Em bớt đại có ai Khải? Hai bớt đại của anh Tùng, bớt đại của anh Tùng đang đánh hai con. Anh Tùng ơi. Giờ em ra thế giới thách thức sẽ vào giờ nha anh Tùng. Vào nữa, vô lên báo nữa. Đó là toàn luôn á. Hồi này là con thủ ngừng nghỉ, Khải kết thúc rồi nè. Con thủ ngừng, thôi xong. Không ăn được luôn. Nhéo rớt đồ luôn. Mất đồ luôn, con thủ mít bót luôn em ơi. Rồi, tiếp tục. Anh Tùng tao chấp cá server với ăn bót anh Tùng tao. Rồi, chết rồi. Tùng tao nói vậy ha. Người nói là Khải chấp thì người ta mới lên. Không chấp, bên dưới không lên đâu. Chị Khải dân mời cả server, thách thức cả server lên trang bot. Anh em mà nói một lần như vậy á là lần sau khỏi sang luôn, không ai sang được luôn á nữa. Phá sạch sẽ luôn á. Nói chung là mình chơi không đụng chạm đến ai thì đừng có nên thách thức là nó phá là khỏi sang luôn á. Nên là cứ bình thường đi. Chớ đồ anh em mà cứ giận giận như đó là chết á. Khỏi sang luôn á. Chưa nói hồi xưa bên server kia nè, má thằng kia nó khùng, mình chả làm gì nó mà suốt ngày cứ gặp mình là chỗ có đánh bot nào ra nó quấn đủ chả hiếu nữa. Đục đầu nó. Lúc đó đúng đục đầu luôn. Không ai làm gì cũng ra phá. Lắm thằng nói gì nói lắm thằng nó khuyến Khải thật, nó biến Khải nó ghét rồi chả. Bây giờ Khải chưa làm gì đã ghét rồi. Đúng rồi, không làm gì cũng là ghét. Khải làm gì nữa thì là Khải vỡ mồm luôn. Bây giờ chưa làm gì nó đã ghét luôn mà. Chưa làm gì nữa là ghét rồi. Rồi, đỡ Thiên kết thúc nha anh em. Con mặt này kết thúc được này. Con mặt này đánh được là lớn. Úi, đồ mít bóp luôn. Trắng đồ luôn chờ. Áo vậy. Tại yêu quái. Trắng luôn à. Ô, dạ ai kết thúc rồi. Không phải con Thiên rồi. Thiên dùng bờ tơ mà. Không nhận được đồ này. Anh nào quýnh rồi. Hèn gì, trắng máu đúng rồi. Trắng đồ đúng rồi. Lấy đồ trắng luôn. Khải không kết thúc được. Thiên không kết thúc được. Ai kết thúc rồi. Báo thế. Rồi, tiếp theo. Năm đọc rồi. Không, năm đọc đâu có sao hình đâu, năm đọc bình thường mà. Năm đọc đâu có được sao hình đâu. Hay là nãy tao ngồi tao địch cái là chết tao. Khó luôn à. Chắc có dù đó. Ngồi ngồi tới bên với ai nữa. Cái bàn bị đam rồi. Rồi này anh em này, giờ đang thiên nhẫn vô góc lách phụ đam boss anh em ơi. Con này anh em cố gắng tầm 3 vô đam 5 phút mà chết anh em ơi. Lưỡi bố ra, kêu lưỡi bố ra. Quan nhiều ca vô phụ viên văn nhiều ca ơi. Anh nhích nhẹ vô bên tay trái này, ngay chỗ vô thường bọn em đang đứng nè, đừng đứng dậy là nó quýnh trúng anh là con nghe mi em chết hết luôn á. Anh nhích nhẹ vô, đúng rồi, vô con lắc đi, nó giật cái tưng là ok. Rồi ok rồi đó, đánh đi. Đó, nó nhảy anh vô cái góc là ok rồi đó. Thả đi, thả đi. Nghe PT thả mấy cái này lại nè. Ok. Thả đi, có người lụm mà. Thả ra, ok. Rồi vô đây. Có người lụm bói mà thôi, muốn tự lụm cũng được, sao? Muốn tự lụm cũng được, sao? Rồi. Cái này là đừng Phí và sau đó quý phát bất động sản mà quý phát bất động sản. Rồi nhạc ra anh đây. Nhạc đây. Thí nghiệm kết thúc á. Không ai đánh đâu. Tất cả đứng yên. Nhận không bằng 25 này. Nhận không bằng 25 đẹp không? Ngon. Ngon, ok. Nhận không bằng 25 đây. Rồi nhạc anh đây. Thêm thổ này, còn mấy con thổ nữa. Không bằng 25 này. Chết tiền đi, ấn vào xem không. Cái nhất vào con Khải. Sao em? Nhiều gì rồi đi. Chỉ sẽ trong đánh bớt trên thế giới kìa. Đâu. Đúng không? Tháng 5 à? Nhắn được rồi chứ. Ủy, tháng 5 cũng đọc rồi kìa. Cũng được rồi chứ. Cái này 40 rồi nha. Khuê đánh bớt vui vậy? Ừ, đánh bớt vui. Phiêu. Phiêu à. Em nghe. Ngon. Phiêu cả bàn một lên đánh bớt phụ ơi. Đồ lên đánh bớt phụ là gì vậy luôn á. Em kêu là động lắm đó nha, em mà gọi là động lắm đó. Thôi này, hết bốc vô gấp phụ đại luôn nè em ơi. Còn cố gắng nè.
Wheel vô phụ luôn em, vô độ phụ đam và đam cho nó nhanh luôn. Vô anh trong đứng ngồi đó là chết cả đám luôn á. Vô gốc lát á, vô gốc lát á. Để về để lấy miếng phi tóc đầy lực lên. Đúng rồi. Cứ lại lực rạng. Làm thêm rừng mana nữa. Anh đâu? Cái gì vậy? Will hôm nay đi lạc hả? Đù, qua đây chơi. Sao đứng hình nào? Đù, mấy phù gì đứng hình người ta. Từ tí. Hôm nay anh hình này. Ngồi dúng tướng vào cơ quá. Năm vặn con nha em ơi. Quy bác thu tiền nha Nam. Nãy giờ lấy hàng vàng bao bánh tiền rồi. Ai con mập còn chết rồi. Cứ đánh đi anh em, cứ đánh đi. Khi nào Khải bỏ ngừng anh em cố gắng né qua một bên hoặc là em phu về giùm nha anh em. Để cho kết thúc Thúy Yên, kết thúc cho nó đẹp nha anh em ơi. Hai món thật giỏi lắm, giờ được một món, hai món. Cứ đang đi anh em. Hiện tại vẫn đang là xếp may mắn 100 như bữa giờ nha anh em. Với lại kèm với mực nạ may mắn 5. Đó. Đây sẽ đồ con Will rồi anh em ơi. Tân trúng môn đường môn. À khẹp quá. Ui. Mạch nạ thiên tử 2 cấp. Xếp đồng bàn 30 mất ộp. Nhắm cực phẩm. Ở đây kim quang. Nó 25-30. Áo nhu tình. Quá dữ. 30-35. Trời ơi, nó chống phái đẹp quá. Nó này khá đẹp luôn nè. Hơn nó lên tiệc luôn mọi người. Nó đang tiệc tóc 20, sắc thương 20, hai mấy à. Khá là bèo. Vậy 32-40. Quá đẹp. Cho nó thêm ít bù. Mình chơi mình thấy. Hôm nay 21 đại nữa chắc hết mod rồi nè em ơi. Cố gắng 21 đại thì ra món gì nha. Vô bộ. Ok, anh vừa xong với tiếng ơi. Anh delay 30 giây đấy em. Không đỏ, quay mấy cái nữa. Khải không rõ nó thanh chỉnh này. 175 triệu mới quan trọng. Will ơi. Will. Anh em đang hỏi là Will ở Đồng Nai ở đồng nào vậy? Will ở ngay Long Khánh này, ngay Cẩm Mỹ nè. À, đó anh thanh chỉnh đây. Có quen không? Qua giao lưu với Will vui. Nghe đồn nhà Will có sầu riêng qua chặt hết. Ủa chưa biết em đang sầu riêng. Em đang ở vườn em về nhà em chơi nè, Nguyên cái vườn sầu riêng rồi hết. Thì đó, ta biết mà. Đồng Nai à. Em ăn sầu riêng giết cái em ỉa cái mùi sầu riêng luôn á. Bị xạo không vậy? Bây giờ muối sầu riêng mà dám hửi không? Dạ. Cục cứt mà dám hửi không? Cục cứt mà dám hửi, cửa cứt ta. Xạo xạo. Cái bài mày luôn á thằng Trung. Tại nó nói. Lâu rồi. Ngán quá, ngán rồi. Bài nó luôn á. Đánh đi anh em, đánh thoải mái anh em ơi. Khi nào bảo ngừng là nhớ là dứt điểm là ngừng nhùm nha anh em. Khả năng tính đam từng đam anh em. Nhịp nhàng tới nhưng thấy kết thúc cho đẹp. Còn máu đỏ một chấm nữa. Rồi hai anh giờ đang phù gì nhùm em cái. Hai anh giờ đang vô thường quá nhị ca. Ok lấy anh ơi. Tắt like đi còn anh gái. Tắt like đi còn đó. À vừa rồi vừa đi game đánh vô lại. Like lại. Đây em ơi. Ok, đúng đường môn, ok. Rồi, hiểu nhiệt độ. Đó, tránh máu rồi nè. Đậm tiền. Bây giờ đến đường môn phải cưới tránh máu coi, những thứ dứt điểm. Rồi, đậm tiền. Lâm. Ồ, như hai con gần chết luôn. Một con tránh máu, một con đỏ máu. Ô đồ, hai con chết một lần luôn á nè. Đồ hay nhờ. Từ, cánh máu ngay, nhiệt độ.
ngon quá đó. Ra bên này bật auto lên nhặt tất cả mọi nhiệt độ ạ. Rồi, chắc là hai con luôn á. Khui hàng, khui ha. Còn chánh móng còn một chấm luôn nè. Discord mờ quá ta. Cốt mờ. Đủ cái này mà nó quậy quá nha Will nha. Mờ lên YouTube cho rõ quy pháp ơi. Will. Will nghe nè. Mấy anh em bên kia quậy quá nha Will nha. Sao mà thấy đăng có cách vậy? Chắc anh em quậy, cho anh nhau. Cho anh gì đâu mà bán. Ừ, vô mua nó bán thiệt á. Bán thiệt à? Quậy đi nha. Hỏi giá được bán thiệt không? Giá nó bán luôn á chứ. Để trên số báo mấy bạn. Đồ, chứng máu rồi, chứng máu giờ không dám đánh nữa nè mọi. Để dần thiên kết thúc cho nó sướng. Đó, một con đã chết. Gì rồi? Đủ gì đồ chán không vậy? Bắt cái linh vậy? Ảo nha. Thằng đồ chán không vậy? Ồ này boss đại tính kiểu gì vậy ta? Ủa vật phẩm không phải của mình nữa mới đâu chứ. Ai kết thúc vậy ta? Đánh đâu? Có ai đánh đâu? Ừ đâu có ai đánh đâu. Mình Thiên không đánh mà này. Thiên trong bờ tơ nè. Vãi cái chướng. Đồ chánh mà qua giờ tinh hồng thì tinh không nhận được kìa. Vãi lên. Anh em chịu khó đứng ngồi được hãy nhận được tinh hồng thì tinh. Ảo thì ta đâu ai đánh đâu ta? Đâu ai đánh đâu tự nhiên không nhận được đồ chờ. Có mỗi Thiên đánh mà. Trời, áo thiệt sự luôn. À, mà qua đồ chắn quá trời. Em bớt lại nữa không, cái ghe tới trên giữa là một tịch đó anh ơi. Không em ơi. Bên cùng đồ tím thì ra quá trời. Rác này. Má, tụi cái vũ khí kim ngon nhé. Tụi rác không vậy. À, lên nhiệt đồ nè. Này mới nhặt được nè. Ôi, ơi ơi, một bão rương gì đó ta. À, có một bão rương gì đó anh em ơi. Cái, bó nhanh. Ô, tự nhiên được một bão rương gì vậy ta. Liên hiệp cốt cái gì? Liên hiệp cốt à? Đậu xanh. Một bảo rương chứa gì vậy? Một bảo vật ngẫu nhiên. À lạ nha, cái này lạ nha. Một bảo vật ngẫu nhiên là cái quần què đây. Nên là mấy cái đồ xanh này. Hoàng kim môn phái. Từ từ cái này. Anh Tùng online đâu? Bảo rương có đồ cùi không à? Mở ra mấy cái đồ gì không mà? Mấy cái đồ... đồ gì? Giống như Phúc Duyên này nọ không à? Bữa hổng muốn boss trên mặt bắt nó cũng ra cái đó, quy tưởng cái gì quy lụm, tưởng cái gì gương bự lắm, ăn được cái gương mở ra như quần què ta vậy đó. Mở ra như quần què vậy hả? Mà nó làm cái gương bự vậy đó, cái gương hoành tráng lắm. Gương bự hoành tráng, đồ như server và đồ tím á, là cái rương này là rương hoàng kim môn phái đó nè. Nhìn hoành tráng mở đúng cái gương ra nhìn đồ muốn khóc với nó luôn. Rồi, khu ra có Tùng đó không ta, khu nha anh Tùng ơi. Mở đi. Ok. Gì đây? Bắt quả lộ. Bông hồng cái đâu? Má nó làm cái gương hoành tráng lắm mà nhìn mở nhìn muốn khóc với nó luôn. Trắng gò gò. Rồi da tóc đẹp đỡ, cái gì? Ừ, tưởng là gì? Đồ trắng. Rồi đừng như tinh hồng như người tinh đâu mày. Rồi rác không. Rồi không có gì luôn nha Tùng. Hôm nay ra đảo nha anh Tùng. ra đảo. Không có gì hết. Tùng lắc. Anh Tùng nhìn lái viên tinh hồng làm như làm Tùng ơi. Thôi không lấy đâu. Ok. Rồi thì làm như đi để tẩu. Rồi cái này ba cái lỡ bao gì vậy? Lỡ bao chuột phải dùng da tóc hoàng quốc. Da tóc hoàng anh em nào cần chạy nhanh không anh em? Rồi vứt đi. Ra. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video nha. Check off luôn nha anh Tùng ơi. Khuya rồi em một rồi. Ừ. Anh em ngủ ngon nha em một luôn á. 12 giờ ai đến boss thì 10 giờ ăn qua xem thì 50 giờ. Thôi vậy. Ờ em đúng rồi. Em thử thí tin của ai nè, em trả nè. Thôi cầm luôn em ơi. Cầm luôn. Rồi ok. Rồi ok anh em ơi, tắt bắt 80 lần này thì thực sự không có đồ gì nhiều anh em ơi, chỉ có những món như là ngọc bội 540. Cũng vài cái khá đẹp nhưng mà tầm này không có giá nó mấy anh em ơi. Và ok bây giờ thì không có gì hơn thì Khải xin phép bye bye anh em cũng như là xin phép offline luôn nha anh em ơi. Hẹn em ngày mai tối mai gặp lại nha mọi người. Ok bye bye mọi người nha. Bye anh em. Bắt 80 này thì sợ chắc ra đảo luôn em ơi, không có đồ gì luôn. Cả hai con bút đại thì cũng hơi bị ảo một tí nè em ơi. Rồi ok bye bye mọi người nha. Hiện tại bây giờ thì bên cụm mấy chủ võ công truyền kỳ .net bên phiên bản đồ tím, đó là mấy chủ mới Lương Sơn Ký Sử ngày hôm nay đã chính thức mở test rồi nha anh em. Sẽ chính thức open vào ngày 14 tháng 7 này. Nếu như anh em nào mà chưa có sân chơi cũng như là thích phiên bản đồ tím hoàng kim môn phái cũng như là phiên bản kéo xe 4 ạ thì anh em có thể tải mấy chủ võ công truyền kỳ .net phiên bản đồ tím và tên mấy chủ đó là Lương Sơn Ký Sử để anh em có thể tham gia mấy chủ nha.
Ok, bây giờ bye bye mọi người nha. Bye bye anh em. Anh em đang xem đừng quên đón lại Khải một đăng ký cũng như là một like cho sẻ ủng hộ video chơi nha. Bye bye anh em.